Alo, các vị có nghe không? Các vị có nghe không? Chúng ta hôm nay học kinh 27 của cái phẩm này. Dạ, kinh 27. Ở đây chúng ta thấy có cái chữ định samma thinh appamanang. Ở đây mình phải ghép ngược chữ lại là appamana samma hi, tức là vô lượng định, ám chỉ định trong cái tâm siêu thế. Đừng lầm với áp bá manh nha samma thí là định trong cái vô lượng tâm. Có bị phân biệt được cái này không? Cái appana appama nasamathi là vô lượng định, ở đây ám chỉ về định trong tâm siêu thế. Đừng có lầm với appamanya nhé, samathi là định trong vô lượng tâm. Thì định ở đây làm nhắc lại một lần nữa, người ham thích trong dục thì buồn vui trong năm cảnh vật chất, kẻ khá hơn một tí đó thì chán dục, nhưng mà thích thiền sắc giới là cái loại thiền còn là loại thiền có cái đề mục vật chất và tác dụng cũng dẫn đến vật chất, cảnh giới tái sanh cũng còn liên hệ vật chất. Cái hạng cao nhất á là chán cái thiền sắc giới, chán tất cả vật chất, tu chứng thiền vô sắc, có cái đề mục là có đề mục ngoài vật chất. Hạng này cũng còn nằm trong cái dòng sinh tử, chỉ có hạng thứ tư tu thiền nhưng mà không có đam mê trong thiền, chỉ lấy thiền làm cái điều kiện tâm lý để tu tập tuệ quán nhàm chán
danh sắc tức là tinh thần vật chất ha, chấm dứt phiền não vĩnh viễn. Thì cái định định của cái hạng thứ tư này đó được gọi là vô lượng. Các vị có nghe kịp không? Cái kẻ khá hơn một tí thì là trước hết là chúng sanh trong đời này có đa phần là hưởng dục chìm sâu trong năm trần vật chất sắc thinh khí vị xúc, có nghĩa là còn phủ lưỡi. Cái hạng khá hơn một chút thì họ chán dục nhưng mà còn mê trong thiền, mà thiền liên hệ vật chất. Cái này tôi đã giảng rồi, thì tôi chỉ nhắc lại thôi. Tôi không muốn mất thời giờ cho mấy cái tào lao này nữa nha. Rồi cái hạng thứ ba là họ thấy thiền mà còn liên hệ vật chất họ không có thích nữa. Liên hệ là sao? Có nghĩa là thiền sát giới là mình còn phải dùng cái đề mục vật chất, ví dụ như mình tập trung tư tưởng vào một cái miếng đất, một cái tô nước, một ngọn lửa, một cái ngọn gió, một cái gì đó có màu xanh vàng đỏ trắng, hoặc là một ngọn đèn, để mà mình tu, mình tập trung tư tưởng để mà mình đắc các cái tầng thiền. Như vậy thì cái đề mục để mình tu thiền sát giới nó vẫn là vật chất. Rồi sao nữa? Rồi cái cảm giác mà an lạc của cái thiền sát giới nó cũng gồm cả cái sự an lạc của thân và của tâm, có nghĩa là cũng còn liên hệ vật chất. Rồi vị đó với cái khả năng mà ngủ thiền sát giới đó, vị đó có thể biến hiện các loại thần thông, lại cũng là vật chất. Rồi vị này chết sanh về cõi phạm thiên lại cũng là vật chất, bởi vì trên cõi phạm thiên tuy phạm thiên sắc giới họ không còn đam mê trong năm dục, nhưng trong kinh ghi rất rõ là ở cõi phạm thiên sắc giới vẫn có lâu đài, vẫn có hoa viên, vẫn có hồ nước, vẫn có những cái cảnh đẹp, mặc dù là họ không có đam mê thưởng thức nó như người ở cõi dục, nhưng mà nó là cái bối cảnh thích hợp cho cái người tu thiền. Như vậy họ cũng cái tầng thứ hai này nó vẫn còn dính líu tới vật chất. Tới cái hạng thứ ba đó là họ thấy rằng còn dính líu vật chất vẫn còn thấp, cho nên họ mới hướng tới cái tầng vô sắc. Cái phần vô sắc tôi đã giải thích 300 lần rồi nha. Rồi chị, nhưng mà cái thiền vô sắc nó có cái gạt gì? Họ không còn đam mê trong vật chất nhưng mà họ lại đam mê ở trong cái loại thiền vô sắc, cái thiền mà thiền thuần túy tinh thần, tức là cái đề mục thuộc về tâm lý chứ không phải là vật chất nữa. Cái này tôi đã giảng rồi, bà con nghe lại. Còn không nữa là vào ở trong a không không không, không. Triết học a tỳ đàm của tôi. Chứ còn tại sao tôi giới thiệu, tôi không giới thiệu quyển khác là bởi vì tôi đã lâu lắm, cho phép tôi nói câu dễ bị chửi, là lâu lắm tôi không có đọc sách tiếng Việt, lâu lắm tôi không có đọc kinh tiếng Việt nha, cho nên tôi không có theo dõi. Không phải là chảnh nhưng nó là sự thật, bởi vì cái nguồn bên ngoài nó quá phong phú đi nha, cho nên tôi chỉ giới thiệu đến cái cuốn của tôi thôi, chứ còn xa hơn nữa là tôi biết cái vị nào trong nước rồi soạn dịch ai biết. Rồi thì là ba cái hạng dục sắc vô sắc này nó cũng vẩn quanh ở trong luân hồi. Là vì sao? Là vì mình lên đây có vô sắc sống hết cái tuổi thọ trên đó rồi cũng rớt trở xuống cõi dục, cứ như vậy mà nó cứ lẫn quẩn gọi là vô lượng kiếp nha. Thì chỉ có trường hợp thứ tư là khi mà chư Phật ra đời, các ngài dạy cho mình biết cái chuyện mà lẫn quẩn này, và các ngài dạy rằng phải nhàm chán cả danh lẫn sắc bằng cái con đường tứ niệm tử. Thì ngày trước đây đó mình tu thiền để mà mình có khả năng nhập định cho nó được an lạc, có khả năng biến hiện thần thông cho nó phỉ chí anh hùng, rồi tu thiền để được sanh về cõi phạm thiên nha. Còn bây giờ nó là mình tu thiền samatha chỉ với một cái mục đích duy nhất, đó là phát triển cái khả năng định tâm, rồi lấy cái khả năng đó đó mà quán chiếu thân tâm. Còn nếu mà mình không có khả năng đắc thiền thì mình vẫn có thể tu tệ quán được, nhưng mà chắc chắn là nó có nhiều cái hạn chế nhất định nha. Hạn chế hôm qua tôi nói rồi, một cái hành giả không có đắc thiền gì hết, chỉ thuần túy dùng chánh niệm thôi thì tốt, chứ không có gì xấu hết. Có điều là cái phương tiện làm việc nó bị nghèo đi một tí. Các vị tưởng tượng đi, mình vào trong bếp
thì mình chỉ cần một cái chảo với một cái nồi là đủ để mình nấu ăn rồi. Nhưng mà các vị tưởng tượng nếu mà mình vô trong một cái bếp mà cái dụng cụ nó càng nhiều chừng nào đó thì coi như là cái chuyện nấu nướng nó thoải mái hơn nhiều lắm. Thí dụ như chảo mình có đủ loại chảo, chảo mà cái lòng nó sâu, chảo mà nó trẹt trẹt cái nó hơn á để làm cái gì, còn cái chảo mà lòng sâu á để mình làm mình nấu món gì, nồi lớn nồi nhỏ, có những cái nồi mà nó bề ngang nó có một gang tay mà nó cao tới 2 gang tay, nó có cái loại nồi đó nữa, chẳng hạn như cái nồi để người ta luộc mì ý spaghetti đó thì cái bề ngang của nó có thể 1 gang tay nhưng mà cái chiều cao của nó tới 2 gang. Và những cái nồi đó tôi rất là thích là bởi vì đó mình khi nó cao như vậy đó mình nấu để kia mình không sợ nó trào. Tuy là mình không có cần nấu cho nhiều người ăn nhưng mà có những món mình phải nấu lâu thì nhờ những cái loại nồi kiểu này nè, tức là bề ngang thì nhỏ mà bề cao thì nó hơi nhiều cho nên mình không có sợ nó trào nha. Đại khái tôi phải đi lạc đề để cho các vị hiểu rằng ngay trong chuyện nấu bếp mà coi như nó là nồi chảo dao kéo của mình mà nó đầy đủ thì dễ làm việc hơn. Đi ra ngoài cắt cây tỉa kiểng làm vườn cũng vậy, mình nghèo quá mình chỉ cần cái cuốc với cái con dao cùng thôi là được rồi. Nhưng mà nếu mà những người mà chuyên nghiệp á, họ có vài ba loại cuốc chim, cuốc xẻ, cuốc cấp, rồi có 1 2 cây xà beng lớn rồi xà beng nhỏ, rồi có mấy cái kéo kéo cắt cắt nhánh lớn, kéo tỉa nhánh nhỏ, nói đại khái nó là làm việc gì thì dụng cụ càng nhiều thì nó càng dễ làm. Tu tập y chang như vậy, vị nào mà có đắc sơ nhị tam tứ thiền trở lên cái khả năng định tâm của họ mà cộng với thiền thì cái thần thông của họ đó thì cái chuyện mà quán chiếu danh sắc nó bội phần triệu lần, chứ phải bội phần mới là triệu lần là thuận thuận lợi. Còn cái người mà không có thiền định, không có thần thông, chỉ thuần túy dùng cái sức nhớ của chánh niệm thì ok tu cũng được, nhưng mà nói rõ là cái người này bị rất là nhiều cái hạn chế. Thí dụ như bữa nào nó khủng cùng cái nó hoài nghi kiếp trước kiếp sau, rồi nghiệp lý quả báo nó cũng hoài nghi, vậy nó có thấy khỉ gì đâu, toàn nghe này nghe giảng toàn là thấy trong kinh không à, toàn là nhơi lại cái mà người ta ăn rồi người ta nhả ra không. Còn cái vị mà đắc thiền đắc định có thần thông mà lại khác à nha, khác xa. Họ dùng thiên nhãn họ thấy chuyện gọi là ba đời mười phương, họ dùng sanh tử minh họ nhớ lại cái chuyện mà gọi là nhân quả báo ứng tuần hoàn như thế nào, họ dùng cái túc mạng minh họ nhớ là có bao nhiêu kiếp trước tái sanh đó là mình đã làm cái gì cái gì cái gì đó. Đó rồi với thiên nhĩ thiên nhãn họ quan sát thế giới này phải nói là với tất cả chiều cao chiều rộng chiều sâu mà cái người không có thần thông thì không thể có được, nhớ nha. Cho nên ở đây đó nhà dạy rằng định thì nó nhiều lắm nhưng mà riêng cái định mà được dùng để làm nền tảng cho cái chuyện giải thoát á, định nó mới được gọi là vô lượng định. Vô lượng có nghĩa là nó cái cảnh giới mà nó hướng tới đó không có ranh, không có bờ mé nha, không có bị giới hạn nha. Cái cảnh giới của cái loại định này hướng tới không có giới hạn, bởi vì nó hướng tới sự giải thoát mà làm sao có giới hạn. Còn có giới hạn, còn có hạn chế thì đâu gọi là giải thoát. Nó còn bị nhốt nha, còn bị nhốt. Còn cái giải thoát ở đây nghĩa là chứng ngộ niết bàn thì vốn dĩ không có bờ mé, không có ranh giới, không có rào dậu, không có cái gì che chắn nha. Cho nên cái cứu cánh giải thoát thật sự là nó không còn bị giới hạn bởi không gian và thời gian. Trong khi đó cái sự giải thoát bằng thiền định á thì nó còn bị giới hạn bởi rất là nhiều thứ. Thí dụ như mình đắc sơ thiền thì coi như so với cái người mà hưởng dục là mình được thanh thản nhiều lắm, mình được giải thoát hơn họ nhiều lắm. Nhưng mà cái nhị thì sơ thì nó không bằng nhị, nhị nó không có bằng tam, mà tam nó không bằng tứ, mà tứ nó không bằng ngũ thiền sắc giới, mà ngũ thiền sắc giới nó không có bằng cái thiền vô sắc giới. Nhưng mà dầu cho thiền vô sắc giới cái tầng cao nhất là phi tưởng phi phi tưởng đi nữa thì nó cũng còn bị hạn chế bởi bởi cái gì ta, bởi tuổi thọ. À, là sao, có nghĩa là sống hết 84.000 đại kiếp rồi họ cũng phải lọt trở xuống thôi, có nghĩa là còn bị cái gì đó là ranh giới, là sự che chắn, giới hạn hạn chế, thì như vậy chưa phải là sự vô lượng. Riêng cái cứu cánh niết bàn được xem là vô lượng là bởi vì niết bàn không có bị hạn chế bởi không gian và thời gian, nên cái định mà của cái người mà chứng Vipassana nó được gọi là vô lượng định nha.
Thì cái người mà tu cái loại định đó, cái loại này gọi là chỉ quán song tu. Cái định này đó, loại định này đó được gọi là chỉ quán song tu, nhớ nha. Lại loại định này đó được chứ. Và cái người nào tu tập cái này thì họ được các lợi ích như sau: họ được năm loại trí, năm loại trí. Thứ nhất, đương sự hiểu được rằng cái loại định này nè, nếu chưa phải của La Hán thì sẽ đem lại sự an lạc đời này và cả đời sau. Nếu niết bàn rồi thì thôi. Đó là một. Số 2, hiểu được rằng cái loại định này nè là của thánh nhân, là của thánh nhân không phải của phàm phu. Cái số 3 đó, hiểu được rằng loại định này không thuộc về cái người bất thiện, cũng không thuộc về phàm phu. Cái số 4 đó là hiểu được rằng cái loại định này đó, dẫn đến cái sự an lạc thật sự, không phải cái thứ an lạc khiên cưỡng như của phàm phu. Khiên cưỡng là sao ta? Khiên cưỡng có nghĩa là nghĩa là ở phàm phu á, phải đè nén phiền não rồi mới được an lạc. Thánh nhân á không còn cái để đè nén. Sự an lạc đến tự nhiên, dù đó là cái vị hữu học. Biết các vị nghe hiểu không? Khi mà một vị tu đầu quần á, mà họ không còn thân kiến nữa đó, thì cái an lạc cái của họ đó, cái sự an lạc của cái vị mà sơ quả đó, đến từ cái việc lìa bỏ thân kiến, không còn xem cái thân tâm này là tôi của tôi nữa. Bữa hổm tôi nói thì cần vị còn nhớ, tôi có nói cái quả vị thánh nhân nó an lạc là khoan, nói đến chuyện họ chứng ngộ niết bàn, khoan, cái đó nó xa lắm. Bây giờ mình nói chuyện mà mình sờ chạm được nha, mình hình dung được đó. Cái sự an lạc của thánh nhân nó có hai: một là họ chứng được niết bàn, cái đó là cái chuyện của họ, nhưng mà cái một nửa của cái thánh thánh trí đó là mình đã có thể hình dung được, khi họ không còn sợ mất cái gì hết, họ không còn phải có cái lòng mà kiếm tìm cái gì hết. Khi mà không có lòng kiếm tìm, đầu tư bảo trì một cái gì, khi mà không còn lo mất cái gì, không còn sợ cái gì nó lìa xa, nó đổ vỡ đó, thì các vị biết cảm giác đó là hạnh phúc kinh khủng lắm. Trong khi mình bây giờ mình còn là phàm đó, chỉ riêng cái tấm thân này thôi mà mình bị đói, bị lạnh, bị khát, bị đau nhức tê mỏi, mỗi lần mà mình thấy được những cái đó đó là lúc nào mình cũng gắn liền cái tôi của mình vào trong đó hết. Cho nên phàm phu mà khổ một thành mười, do lúc nào cũng gắn liền nỗi khổ với
cái ý niệm tôi à, nó khổ như vậy đó, nó khổ như nó khổ ngay chỗ đó đó, cho nên thánh nhân họ an lạc. Bây giờ khoan, nó đến chuyện họ đắc thánh là được an lạc, nhưng với niết bàn như thế nào dẹp, mình chỉ nói dù cái vụ nhẹ nhàng thôi, đó là họ không có còn như mình là sống ảo tưởng ảo giác là quá sung sướng. Các vị tưởng tượng chiều nay, đêm nay, sáng nay, trong lúc quý vị đang ngồi nghe tôi nói, tôi chỉ ví dụ thôi, trong lúc quý vị đang nghe tôi nói mà quý vị không có một cái lo toan, tức là nếu bây giờ mình có chết thì chắc chắn là mình sẽ đi lên. Các vị tưởng tượng nội cái cảm giác đó không là đã thấy sướng rồi. Nếu ngay bây giờ mà tôi có lăn đùng rồi tôi chết thì chắc chắn tôi sanh thiên, bởi vì mình tu đầu quần mà. Rồi thứ hai, vị tu đầu quần biết một cách chắc chắn là cái tấm thân này là vô ngã. Sở dĩ mà vị tu đầu quần còn thương chút đỉnh là bởi vì chưa có thấy bốn đế một cách triệt để, chứ còn mà một cách căn bản đó thì vị đã thấy rồi nha. Hay nói cách khác là vị tu đầu quần cũng giống như một cái người mà đã ra tù rồi đó, bây giờ còn đang làm thủ tục để mà về nhà đó nha. Thì vị đó có thể ngồi ở trong cái văn phòng của mấy chàng trai quản giáo đó, mấy chàng trai giám ngục á, thì trong thời gian ngồi chờ giấy tờ thì vị này có liếc mắt, có liếc qua cửa sổ thấy về nắng sớm, rồi thấy những cánh hoa mơn mởn trong gió. Rồi vị này dĩ nhiên con người chứ có mắt không phải đuôi đâu, đâu phải khùng điên mất trí đâu, cho nên thì ngay trong cái giây phút mà chờ đó, người ta làm xong cái giấy tờ để mình đi về đó, thì lúc đó liếc thấy nắng vàng mây trắng trời xanh, hoa hồng hoa lục hoa đỏ hoa nâu hoa tím, thì vị đó cũng cũng có thưởng thức chứ. Nhưng mà cái thưởng thức của một người biết rất rõ là tất thể những bông hoa đó là còn nằm trong tù, nó là trong nhà tù, và mình á, là cái người sắp được về nhà, mình sắp ra tù, hoặc là một cái bệnh nhân mà sắp xuất viện đó, thì họ cũng họ nhìn họ thấy trong bệnh viện có gì hay hay thì họ cũng vui, họ cũng thưởng thức, họ cũng enjoy chứ, chứ đâu phải là họ không biết, họ cũng là con người mà nha. Nhưng mà họ biết, cái biết đó nó gắn liền với một cái nhận thức rõ ràng sâu sắc là lát nữa đây ta sẽ ra đi, và mong rằng đừng bao giờ ta quay lui cái chỗ này nữa, cái chỗ mà vô đây nằm cả tháng rồi đau nhức, rồi bị đẩy xe lăn, rồi ngày ngày y tá cứ đưa đi xét nghiệm, ngày nào nó cũng chọt nó lấy máu, ngày nào nó cũng bắt vô nước biển, rồi quẩn quẩn nó đè đó, nó mổ nó cắt nó tùng xẻo nó lăn trì mệt lắm nha. Thì chính vì cái chỗ đó cho nên là cái người mà sắp xuất viện đó là họ có nhìn, họ có nhìn cái hay cái đẹp của bệnh viện, nhưng mà nhìn để nhìn vậy thôi, chứ còn họ không có thiết tha như cái người mà không thiết tha như là khi mà họ như, giống như một cái người mà đang thưởng thức cái đó ở một cái nơi khác không phải bệnh viện, nhớ nha. Rồi cho nên đến đây là cái vị mà họ có cái tu tập tuệ quán song song với gọi là samatha đó, họ hiểu rất rõ cái mà họ đang có. Đức Phật gọi cái hiểu đó là trí, ở đây là mình gọi là năm loại trí, gọi là năm loại trí, gọi là năm loại trí, cũng có thể nói là trí hiểu được năm cái khía cạnh của định siêu thế. Nó có hai cách nói, một là năm loại trí, mà hai đó là trí hiểu được năm khía cạnh. Một trí có một nhưng mà gọi là một, nhưng mà hiểu được năm khía cạnh cho nên cũng được kể là năm loại trí, nhớ nha. Chỉ vậy thôi. Thì cái trí thứ nhất là vị đã biết rõ rằng cái thiền định này là nếu mà kiếp này ta không đắc la hán đó, thì với cái định này chắc chắn là cũng về các cõi lành thôi, cho nên đó là hiện tại lạc và tương lai lạc là vậy đó. Thứ hai là vị này biết rõ cái định này nè là cái nền định của thánh nhân, xưa giờ trong vô lượng kiếp luân hồi ta chưa bao giờ nếm qua cái loại định này hết, xưa giờ trong vô lượng kiếp ta cũng đắc tùm lum hết trơn, nhưng mà những loại định kia là những loại định lanh quanh lẩn quẩn, riêng cái định này. Cho tôi trả lời cái bà này một xíu, cái bà này bà bị chồng bỏ rồi, bây giờ bà không ngủ được, khổ vậy thôi, khổ quá đi, tội nghiệp thì mình đâu có làm ăn gì được, bà khổ quá.
rồi xong. Ừ. Thiệt, cái này là thiệt, chồng bỏ rồi cứ đi tự nhiên đi kiếm mình khổ rồi. Bây giờ đó là vị đó biết rõ rằng trong vô số kiếp, vô số kiếp coi như mình đó là cũng là đắc sơ nhị tam tứ thiền y chang như cái tầng thiền này vậy nè, nhưng mà tưởng sao đắc mấy cái đó rồi nó lẩn quẩn lần quần cũng rớt trở lại cũng súc sanh địa ngục ngạ quỷ atula. Nhưng mà riêng cái lần này khác à, cái sơ thiền này nè, cái tam thiền này nè, cái ngũ thiền này nè, cái thiền vô sắc này nè, cái lần này là đi luôn chứ còn trẫm không có quay lui nữa đó. Cho nên họ biết rõ cái định là định của thánh nhân nhớ nha. Rồi xong, tiếp theo đó là vị đó biết rõ rằng cái định này là dứt khoát là của bậc thánh, của người lành, chứ cái định này nó không có thuộc về người người bất thiện. Bởi vì định nó có hai là chánh định với tà định. Cái tà định đó là cũng là định đó, cũng là thiện đó, nhưng mà nó hướng tới cái cứu cánh sanh tử, đó gọi là tà định. Còn cái chánh định là cũng cái định đó, nhưng mà nó hướng tới cái cứu cánh giác ngộ giải thoát vô lậu, cái định đó được gọi là chánh định. Thì vị đã biết rõ là cái định này nè là không thuộc về cái thế giới phàm phu, càng không thuộc về cái thế giới của người ác nha. Rồi tiếp theo đó, vị vị đó hiểu rằng cái định này mới thật sự là khinh an, thật sự là an lạc. Bởi vì mấy cái định kia nó còn bị giới hạn nha, nó còn bị giới hạn, nó còn bị hạn chế, nó còn bị giam nhốt trong những cái gọi là rào dậu nha, còn bị giam nhốt trong những rào dậu, nó không có thật sự an lạc. Nhưng mà riêng cái định mà của cái người mà tu tập tuệ quán mới thật sự là cái định gọi là cái định giải thoát, định an lạc nhớ nha. Cái ý của cái chỗ này nói cái này: mọi thành tựu về vật chất hay tinh thần nếu dây dưa với ác pháp, với luân hồi thì ít nhiều cũng còn tiềm ẩn cái nguy cơ đau khổ. Nhớ cái câu này: mọi thành tựu về vật chất hay tinh thần nếu còn dây dưa với ác pháp luân hồi thì ít nhiều mẫn cái nguy cơ đau khổ. Cái câu này quý vị cũng phải là xăm lên người nha, nhớ cái câu này cứ nhớ hoài. Mọi thành tựu, thí dụ như bây giờ là mình nghĩ mình có tiền, mình có sức khỏe, là mình tha hồ mình tu thiền, mình sẽ là một Phật tử gọi là ngoan đạo thuần thành tinh tấn tùm lum hết, nhưng đó là tự mình dối mình. Mà mình cứ tự hỏi mình đi, hễ ngày nào mà mình còn là dây dưa với ác pháp thì dứt khoát sớm muộn gì ở trong cái sự dây dưa ấy nó cũng tiềm ẩn cái nguy cơ đau khổ. Chỉ có buông hết mà đi thôi, chỉ có buông hết mà đi thì anh mới được gọi là hy vọng anh được an lạc. Thì cái vị mà đắc cái định này đó, đắc cái định siêu thế đó, vị đã biết rất rõ cái định này nó thật sự là an lạc, bởi vì nó không có còn dây dưa với luân hồi, nó không có dây dưa với phiền não nữa nha. Nói một cách nó hơi nôm na đó, nó còn dính một tí phân người đó thì dầu cho nó dính ở đâu cũng là có mùi hết nha. Thí dụ như bây giờ dầu đó là cái ca cái gáo mà trong nhà mình thấy cũng không xong, mà mình vào nhà cầu mà mình gặp một cái khăn mà người ta máng lên đó là mình thấy cũng không có xong, dầu cái khăn đó nó mới tinh nó trắng bóc thì cũng là cái khăn trong nhà cầu. Cái ca cái gáo, bất cứ một cái ly uống nước hoặc là cái muỗng, con dao, cái nĩa, đôi dép, mắt kiến, đồng hồ, tôi không cần biết, tôi chỉ biết cái gì mà tôi gặp ở trong cái toilet tôi là tôi đối với tôi là điều gớm, mà đó là sự thật. Các vị biết rằng là cái nhà cầu là nó dơ dữ lắm, ngay cả cái gì người ta cái trái nấm cửa đó các vị biết không, nó có gọi là hàng hà sa số cái vi khuẩn ở trên cái trái nấm cửa đó. Và chưa hết, tại sao cái nhà cầu nó dơ là bởi vì cái đó là cái chỗ mà mình tống khứ đào thải bài tiết những cái đồ mà dư thừa của cơ thể. Thì các vị biết ngay trong cơ thể mình nó là một núi vi khuẩn vi trùng, rồi cái phân người đó, nó từ ngay trong bao tử, ngay trong môi, răng, lưỡi, thực quản, rồi tới bao tử, rồi ruột non, rồi ruột già, rồi cửa ngoài cửa sau, tất thảy là
một cái cõi vi khuẩn trùng điệp, mà bây giờ cái ông kia ông đi từ ở trên thượng tầng kiến trúc mà xuống tới cái hạ tầng cơ sở, đi qua xuyên suốt những cái đoạn đường chiến binh như vậy, làm sao anh không bây giờ mà nhà cầu là cái chỗ gọi là tiếp nhận cái đống đồ dơ đó, cho nên nó dơ gớm lắm. Mà chính vì mình hiểu rõ như vậy đó, cho nên là mình thấy bất cứ cái gì mà nó có dính líu, nó có dây dưa, nó có quan hệ, nó có mắc miếu với cái nhà cầu mình đều gớm hết ấy, gớm hết ấy, nha. Thí dụ như bây giờ tôi lại nhà và quý vị đưa cho tôi mang một cái đôi dép, mà dép cỏ để mang trong nhà đó, mà quý vị lấy cái đôi dép đó từ phòng khách hay là từ cửa ra vào thì tôi có cảm giác khác, lấy từ phòng ngủ cảm giác khác, lấy từ trong tủ trong hộp ra cảm giác khác. Mà quý vị nói chạy 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 chút chạy chút, quý vị chạy vô trong toilet, quý vị lấy cái đôi dép ra đưa cho tôi là bắt đầu tôi nhận rồi. Tại sao nhận? Là bởi vì tôi đã biết cái nhà cầu nó là cái gì, thì quý vị nó cũng vậy, vị đã biết rất rõ là tất thảy những cái loại định, tất cả loại thiền mà không phải của thánh nhân nó không phải là an lạc tuyệt đối, bởi vì nó còn dây dưa với đau khổ, nó còn gọi là tiềm ẩn cái nguy cơ đau khổ nha. Và cuối cùng cái trí cuối cùng mới ghê, cái trí cuối cùng là nhận thức được rằng định này ta có được nhưng cũng buông được, lìa bỏ được, nghĩa là không có chấp thủ trong đó như phàm phu khi được cái gì thì kẹt cái trong đó. Cái cuối cùng an tịnh ta nhập định này, an tịnh ta xuất khỏi định này là như vậy đó. Vì đã biết rất rõ là vị đó gọi là đúng là thõng tay vào chợ đó, có nghĩa là đi ra đi vào cái định này mà lòng không hề dính mắc trong đó. Cái này cái khó à nha, vì đã biết rất rõ là cái định này nó là đem lại cái lợi ích đời trước đời sau, vị ấy biết rõ cái định này thuộc về thánh nhân, vị ấy biết rõ rằng cái định này là thật sự an lạc, vị ấy biết rõ cái định này không thuộc về người người thấp kém, và cuối cùng vị ấy biết rất rõ rằng cái loại định này nè là cái loại định mà ta có được như là một phương tiện giải thoát, chứ không phải nó là cái gì để cho ta phải cưu mang gồng gánh khiêng vác chấp thủ và dính mắc. Đây là năm nội trí. Đừng có tưởng rằng bài kinh này nói đến những cái bậc cao siêu rồi không mắc mớ đến mình, mà nãy giờ tôi cố ý tôi đánh một cái vòng lớn để cho bà con thấy đó là cái hành trình của cái bậc thánh, nhưng mà nó hoàn toàn có thể là một bài học lớn cho cái kẻ phàm phu của chúng ta. Phàm phu ở chỗ nào? Nội dung hai của kinh này là cho chúng ta: một, làm gì cũng phải xét điều này có lợi ích kiếp này kiếp sau hay không. Số 2, bây giờ hiểu chưa? Đó là bây giờ mình qua tới nội dung của mình. Số 2, điều ta đang làm thuộc về cái cảnh giới của người lành, người ác không có chạm tay vào được. Người xấu làm sao họ bắt quan, người xấu làm sao mà họ đi tu thiền được quý vị. Đó, cái điều thứ ba đó, đó là vị đó biết rõ là cái định ở cái là hai điều, trong đây là ba điều rồi. Điều ta đang làm thuộc về cảnh giới của người lành thôi gắn được rồi. Cái điều thứ ba đó là người, đúng rồi, vậy là điều thứ hai, điều ba tôi kể chung rồi mình tới điều thứ tư. Điều thứ hai đó trong đây nó gồm luôn cả điều thứ ba nha. Rồi điều thứ tư ở đây đó là điều ta đang làm á mới thật sự an lạc, không như cái kiểu hạnh phúc
sung sướng của cái người làm ác đó, nhớ nha. Rồi tới cái điều thứ năm nè: điều thiện nào cũng cần làm, nhưng ta không nên dính mắc trong đó. Đó, nhớ đó. Tức là cái bài kinh này nó gồm cái hai ý. Ý một là nói đến cảnh giới của thánh nhân, mà cái ý hai nó là cái gợi ý cho phàm phu. Một là làm gì cũng phải xét điều này có lợi ích cho kiếp này kiếp sau hay không. Hai là điều ta đang làm thuộc về cảnh giới của người lành. Ba là người ác không có chạm tay vào được cảnh giới này. Bốn là điều ta làm nó thật sự an lạc nha, chứ còn cái không có giống như cái kiểu hạnh phúc sung sướng của người làm ác là sao? Ăn nhậu chích hút nghiện ngập bài bạc săn bắn câu cá lừa đảo đàn đàn đúm ca hát khiêu vũ hưởng thụ khoái lạc nhục cảm, tất thảy những cái thứ hạnh phúc đó nó đều đau khổ hết. Chỉ riêng cái niềm hạnh phúc của cái người mà sống chánh niệm, của cái người giữ giới, của người bố thí, của người tu thập thiện, cung kính phục vụ nghe pháp thuyết pháp, thì cái niềm vui đó mới là an toàn thôi, nhớ nha. Chứ còn những cái niềm vui ngoài ra cái thiện đều gọi là kín đáo, tiềm ẩn cái nguy cơ đau khổ đó. Và một điều nữa mình phải nhớ đó là cái cuối cùng đó là bất cứ điều thiện nào dù mà nó hay ho cách mấy, quy mô hoành tráng đến mấy, thì phải nhớ nó chỉ là phương tiện giải thoát, chứ ta không có nên dính mắc vướng kẹt trong bất cứ một cái công đức nào hết. Dính mắc là sao? Tôi đã nói không biết bao nhiêu lần, phàm phu thấy ác bao nhiêu cũng là nhỏ đó, rồi cứ vậy mà làm. Phàm phu thấy thiện bao nhiêu cũng là nhiều, rồi vì vậy mà sớm thỏa mãn không đi xa hơn nữa. Cái đó là cái phàm phu đó. Cho nên cái điều cuối cùng nó quan trọng lắm. Mình hãy nhớ rằng tất thảy mọi việc là lành, mọi công đức nó đều là phương tiện giải thoát thôi, nó không phải là cái gì hay ho hơn thế, không có. Nó chỉ có ý nghĩa thật sự đó là phương tiện giải thoát. Còn lúc mà mình làm thiện làm lành làm công đức mà với cái tâm mà cầu quả nhân thiên đó, thì như vậy thì coi như cũng bằng không. Bằng không có nghĩa là sao? Có nghĩa là trước mắt thì thấy nó ngon lành thiệt, cái nó hơn cái điều ác đúng, nhưng mà còn cầu quả nhân thiên có nghĩa là cho thấy anh á chưa có sợ sanh tử, cho thấy anh vẫn còn là phàm, cho thấy anh á vẫn chưa hiểu được lời Phật nha. Và tôi nói không biết bao nhiêu lần, cái cơ hội mà làm người nó không có nhiều đâu quý vị. Và trong bao nhiêu lần mang thân người đó, thì có được mấy lần mà quý vị sống cho ra cái con người, sống cho đẹp một cái kiếp người, khó lắm quý vị, khó lắm, khó lắm quý vị ạ. Bệnh hoạn nè nha, đói nè, đói không có ăn nè, bệnh không có thuốc nè, rồi xấu xí nè, khó nhìn một cái mặc cảm nè. Còn nếu mà đẹp đó thì vô vàng bao nhiêu những cái phiền phức, những tế toái khác, đẹp khỏe giàu giỏi thì nó lại có cái kiểu khổ khác, mà xấu nghèo bệnh hoạn dốt nát nó lại có cái kiểu khổ khác. Chứ đừng có tưởng là những gì mình đang có là tất cả là sai bét nha. Rồi bây giờ tiếp theo đó là mình học cái kinh gọi là cái kinh định rồi hết ta. Rồi bây giờ cái kinh này cũng là sâu, là kinh Năm Chi Phần. Kinh Năm Chi Phần là kinh 28. 28, kinh 28, kinh này nó sâu là sâu chỗ này nè: hạnh phúc của cái người mà hưởng dục á chỉ là cái hạnh phúc của trẻ con, của cái người say, kẻ mất trí, kẻ lú lẫn. Vì nếu tỉnh ra một tí
À, nếu tỉnh ra một tí, à, rồi sáng ra một tí thì ta không còn hạnh phúc nữa. Biết trong rừng có hiểu không ta? Cái hạnh phúc của người hưởng dục chỉ là hạnh phúc của trẻ con, của người say, của người bất trí, của kẻ lú lẫn. Vì nếu tỉnh ra một tí, sáng ra một tí thì ta không còn hạnh phúc nữa. Tôi ví dụ riết mà tôi thấy nhục, nhưng mà bây giờ tôi đang giảng thì tôi phải cắn răng tôi chuốc nhục thôi. Là sao? Đó là mình đang ăn ngon mà chỉ cần mình chánh niệm là một chút là cái ngon đó nó ngừng ngay. Không biết trong rừng có hiểu này không? Mình đang ăn, mình đang phê, mình đang ăn cái bánh xèo, mình đang đói quá đói mà gặp cái món khoái khẩu là mình đang đã, mà lúc đó chỉ cần có người nhắc chánh niệm nha là nó cái khóa đó nó nguội ngắt. Rồi bây giờ cái chuyện tình cảm, mình đang yêu đương đắm đuối hôn hít rồi sờ tay nắm chân tùm lum hết, mà chỉ cần mà có người xuất hiện đèn sáng hơn, người tới nhiều hơn, người ta xăm soi dòm ngó mình thì dẹp hết hứng rồi. À, nó cũng hứng rồi nha. Coi như cái hạnh phúc của dục đó, nó phải cần đến cái sự tâm ý về vật chất lẫn tinh thần, nó cần đến sự vắng vẻ, nó cần cái sự mờ ám đó, nó cần đến cái sự quên mình. Đó là cái hạnh phúc của dục. Nhưng mà cái hạnh phúc của thiền nó lại khác đó. Khi mà ta chán dục, à, thích thiền á, thì cái hạnh phúc lúc này đó, à, gồm những cái cảm giác mà kẻ hưởng dục đó không hiểu nổi. Một, còn thích dục thì lòng còn nặng nề, vì còn thích thì còn ghét. À, nó khổ vậy đó. Cho nên cái dục đó, khi mà bị bỏ dục là đầu tiên là mình thấy nhẹ rồi. À, cái thứ hai nữa đó là cái số 2. Khi mà đắc sơ thiền trở lên á, thì à, tâm sở trong ta cũng giảm đi. Đó, vì cái đối tượng nhận thức cũng đơn giản hơn. Cái tâm sở nó ít đi. Thí dụ như giờ mình thấy đắc sơ thiền nó lên là mình thấy tham không còn, sân không còn, nghi không còn, hôn thụy không còn. Đó, còn cái nó nhẹ là nhẹ cho nó. Và số 3, rồi ghi ghi, ghi thêm nữa. Tầng thiền càng cao á thì hết phiền não và chi thiền á cũng giảm theo. Nó nhẹ là nó nhẹ chỗ đó, nó giảm theo. Nên ở đây Phật dạy cái hạnh phúc của sơ thiền á giống hạnh phúc sơ thiền thấm nhuần nội tâm hành giả, giống như cục bột nhồi với nước, thấm nước toàn phần. Thấm nước toàn phần. Nên lưu ý bốn phần các ví dụ trong đây. Hạnh phúc của nhị thiền giống như nhị thiền đối với thân tâm ta giống như một hồ nước đang đầy. Hạnh phúc của tam thiền ấy, thì nó giống như
khiến hành giả có cái cảm giác như mình đang ngâm mình trọn vẹn trong hồ nước, giống hệt một cái đóa sen. Rồi cái hạnh phúc của cái tứ thiền ấy, thì nó giống như một cái tấm vải trắng trùm kín người từ trên xuống. Người mà không có đọc kinh điển ấy, không đọc chú giải đó, thì đọc mấy cái này nghe rất là kỳ, họ thấy ngạc nhiên tại sao dùng cái ví dụ này. Nhưng mà đây là cái ví dụ của vị chánh đẳng chánh giác của Đức Phật Tổ Như Lai, của một cái người mà coi như là đã đắc chứng thiền định, mà tại sao ngài dùng cái ví dụ này, mà ví dụ này đã được ngài nhắc tới nhắc lui vô số lần trong kinh điển. Vì sao? Nhớ nha, hạnh phúc của sơ thiền á, dầu gì cũng còn hạn chế, nên so sánh với một cái cục bột đó. Thứ hai, của nhị thiền á thì bao la hơn, nhưng ta nên lưu ý cái quan hệ giữa hồ nước và nước trong hồ. Nhớ nha, tức là cái mình thấy một cái hồ nước đầy mà nó tra cái hạnh phúc này ghê gớm, trúng nó ghê gớm, nó hơn cái nhị thiền được thiệt. Nhưng mà mình nhớ rõ hồ nước và nước trong hồ, hai cái này nó khác nhau. Có nghĩa là vị này rất là an lạc, rất là hạnh phúc, nhưng mà nước là nước mà hồ là hồ. Nhớ nha, cái này quan trọng lắm nha. Cái thứ ba, cái hạnh phúc mà của tam thiền á thì nó giống như là cái sự dầm mình trọn vẹn trong nước. Nên lưu ý cái hình ảnh này, cái quan hệ giữa một cái cụm sen với nước. Mình thấy đó, nếu mình là cái hồ mà chứa nước đó, thì cái hồ nước nó nằm bên trong cái hồ, và cái hồ có lúc nước đầy, có lúc nước cạn nha. Nhưng mà riêng đã nó bông sen nằm trong nước thì mình phải hiểu rằng nó trọn cái sự tiếp xúc nó trọn vẹn hơn, nó trọn vẹn hơn là cái mối quan hệ giữa cái hồ và nước trong hồ nha. Còn cái này là quan cái đấy là sự liên hệ giữa một cọng sen trong nước với nước nha. Và cuối cùng cái ví dụ cuối cùng rất là khó hiểu nhưng mà rất là hay. Người đắc tứ thiền tức ngũ thiền tính theo tỳ đàm nha, thì á cái cảm giác hạnh phúc rất nhẹ có như không, vì khi lên đến tứ thiền khổ và lạc đều không còn nữa. Cái cảnh giới cảm giác của cái vị tứ thiền á rất là tinh tế. Vị này không có dính chặt vào cái thiền lạc
theo cách của người chứng các cái tầng thiền thấp hơn. Đó. Họ bình thản như một cái người ngồi trùm tấm vải trắng toàn thân. Không biết, biết ví dụ gì có bị có hiểu không ta? Cái điều này rất là đặc biệt, rất là đặc biệt. Tức là mình thấy tại sao mà hạnh phúc của sơ thiền được ví dụ như cục bột, là bởi vì đúng cục bột mà đem nhúng thì nó thấm, nó thấm hết á, nhưng mà nó còn nhỏ lắm. Ngay biết phần cuối thì dùng cái hình ảnh cục bột nó nhỏ lắm. Cái hạnh phúc sơ thiền đúng là so với dục thì do so với cái dục lạc thì nó hơn nhiều, nhưng mà so với các tầng thiền kia nó còn nhỏ lắm, cho nên người dùng cái ví dụ cục bột. Nhưng mà tới cái hạnh phúc của nhị thiền đó thì người dùng một hình ảnh mình thấy nó bao la hơn, nó lớn rộng hơn. Đó là cái mối quan hệ giữa hồ nước và nước trong hồ. Thì ở đây cái vị đắc sơ thiền họ an lạc hơn là cái tầng nhị thiền rất là nhiều. Nhưng mà mình thấy rõ ràng là nước, một nước là đi đường nước mà hồ đi phía hồ. Đến cái tầng thứ ba đó là cái bông sen nó nằm hẳn ở trong nước. Đó là cái tầng 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 tam thiền đó, là nó giống như là cái bông sen nó nằm hẳn trong nước, nó ngâm trong nước, nó dầm trong nước, nó chìm sâu trong nước. Đến cái tầng thứ ba đó, đến tầng tam thiền á, ở cái tầng 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 tầng, 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 tầng tứ thiền á, tầng tứ thiền á, thì nó giống như là một cái người mà họ trùm tấm vải trắng từ trên xuống. Có nghĩa là sao? Cái quan hệ giữa bông sen về nước á, nó thiết thân, nó gần gũi bao nhiêu. Thì ở đây mình thấy có một cái gì đó nó rất là mờ nhạt. Cái quan hệ giữa cái tấm vải và cái con người nó rất là mờ nhạt, nó chỉ là một cái gì đó là máng hờ, gì máng hờ, phủ hờ ở trên xuống vậy thôi. Thì cái cảm giác mà an lạc của vị đắc tứ thiền cũng như vậy, vị đấy không có dính chặt vào thiền lạc theo cái cách của các cái tầng thiền dưới. Nhớ kỹ chỗ này nha, chứ không phải ngẫu nhiên mà Đức Phật ngày nghĩ ra đại một cái hình ảnh, không phải. Nhớ nha. Hình ảnh người trùm tấm vải để cho thấy cái tâm trạng bình thản đến hờ hững của cái người mà chứng tứ thiền. Đó có nghĩa là càng lên cao rồi đó họ an lạc. Tôi nhắc hoài biết có điều nhớ không, có hai thứ hạnh phúc do có cái gì và do không còn cái gì. Không biết còn nhớ này không, cái này nó rất là quan trọng. Ở hạnh phúc cấp thấp á, là do có được cái gì. Hạnh phúc mà cấp cao á, là do không còn cái gì đó. Cái này nó rất là khó hiểu, nó khó chỗ là có thể quý vị còn nhớ nhưng mà không biết có hiểu được cái này không. Cái này nó mới cao, cái này nó mới cao, có nghĩa là mình còn bị lệ, phải có cái gì đó đó mới hạnh phúc. Thì cái đó nó thấp hơn cái mà không còn á, bởi vì mình thấy khi mà phải có cái gì đó là mình phải cầm. Nói đến cái có đó thì ta phải nghĩ đến việc cầm nè, nắm nè, khiêng nè, vác nè, cưu mang. Mà nói đến cái không á thì ta nghĩ ngay, ta nghĩ ngay đến cái việc nhẹ vai nè, rảnh tay nè, dứt khoát như vậy. Chỉ cần các vị nghe cái hai cái hình hình dung từ đó thôi, các vị nghe đó phải hình dung được rồi. Khi nghe nó là hạnh phúc mà nó phải gắn liền đến cái có đó, là mình thấy phải cầm rồi, phải cầm, phải nắm, phải khiêng, phải vác, phải cưu mang. Còn một thứ hạnh phúc thứ hai đó là nó đến từ cái việc không còn cái gì đó, không có cái
cái gì đó nữa thì nó hạnh phúc. Thì mình nghe đến cái chuyện không còn không có là mình phải hiểu, thì mình phải hiểu liên ngầm với liên tưởng đến một cái chuyện gì đó buông bỏ nhẹ vai và rảnh tay, thì mình thấy rõ ràng là cái hạnh phúc thứ hai này nó phê nhiều lắm, nó phê lắm. Cho nên ở cõi dục là hạnh phúc phải do có cái gì đó. Ở các cái tầng thiền thấp như là sơ nhị tam tứ thiền á, sơ nhị tam thiền là anh phải còn có cái gì đó. Nhưng mà càng lên cao á, thì bắt đầu nhị thiền là bỏ bớt chi thiền, không biết Trung Trung còn nhớ gì đó không ta. Nhị thiền bỏ bớt chi thiền, tam thiền bỏ bớt chi thiền, tứ thiền sắc giới và bỏ bớt chi thiền, mà lên tới thiền vô sắc thì bỏ sạch cái gì liên hệ vật chất. Cái này rất là quan trọng. Và chưa hết, cuối cùng là sự an lạc của thánh nhân. Sự an lạc của thánh nhân còn ghê gớm hơn thế nữa. Thánh nhân buông bỏ triệt để mọi thứ an lạc hạnh phúc của phàm phu. Mình coi kinh mình thấy là Đức Phật ngày an lạc, ngày an vui. Chẳng hạn như có một lần đó ngài nói với vua Pasenadi, ngài nói là nó là đại vương có thể nào như ý an lạc một cách như ý trong suốt một ngày, 2 ngày hay không, 3 ngày, 4 ngày. Thì ông vua nó bạch Thế Tôn, con là vua muốn gì cũng được nếu mà nói về vật chất, nhưng mà nếu mà nếu mà nói rằng con có thể gọi là an lạc như ý trong một ngày, như ý thì có nghĩa là muốn vui được ngày thì vui, muốn được 2 ngày thì 2 ngày đó, thì Bạch Thế Tôn chuyện đó con không làm nổi. Cả đất nước này là của con, bao nhiêu dân chúng ở đây là của con toàn quyền sát, bao nhiêu tài sản ở đây là của con muốn dời non lấp biển, con muốn làm cái gì là con làm. Nhưng có một chuyện mà thuộc về con mà con làm không được, đó là con không có khả năng là an lạc như ý. Đó, nhưng mà riêng Đức Phật ngài là nó khác, cái nhưng mà đối với Như Lai có thể an lạc như ý trong một ngày, 2 ngày, 3 ngày, 5 ngày, 7 ngày. Thì mình đọc cái chỗ đó mình thấy, ồ vậy Đức Phật cũng có an lạc hả ta? Nhưng mà không, đừng có hiểu lầm cái an lạc nó giống như của mình. Mình an lạc là bởi vì mình có cái mình muốn. Ta an lạc vì ta có cái ta muốn. Không bị cái ta ghét. Thánh nhân an lạc vì không còn gì để thích và ghét. Hai cái này có khác hay giống ta? Alo, hai cái này giống hay khác ta? Ta an lạc là vì ta có cái ta muốn và không bị cái ta ghét. Còn thánh nhân họ an lạc là vì họ không còn cái gì để thích và không còn cái gì để ghét. Thì các vị tưởng tượng của nó đã cỡ nào, đã lắm rồi nha, nó rất là đã. Một đứa bé nó có được cái món đồ chơi nó thích, nó đi đâu nó cũng bồng có con gấu theo, nó cũng kéo theo, nó ôm một mấy cái chiếc xe bằng nhựa của nó theo, nó hạnh phúc là vì nó có được mấy cái món đó. Nhưng mà mình lớn mình lại khác. Mỗi lần mà tôi đi đâu mà tôi không cần phải kéo vali, không cần phải cầm cái túi xách, không cần phải đeo cái bà đải, cái bị đó, nó sướng vô cùng. Cái gì biết không, nó sướng lắm. Những lần mà tôi đi ở ngoài đường đó, mà tôi dòm ra tôi thấy mình không có cái gì ở hở tay hết, không có gì đeo ở vai, không có gì cầm ở tay, tôi sung sướng lắm, tôi rất là sung sướng lắm. Mà trong khi mấy đứa bé đó, hoặc là mấy cô của mình đó, mà đi đâu mà không có cái bóp đồng, không có cái sạc tay khó chịu lắm, bởi vì trong đó phấn son lỡ dọc đường này, ăn này ăn kia rồi son phai phấn nhạt là tính sao, rồi rồi chưa kể là mấy bà mấy cô còn cầm cái để làm duyên làm dáng, cầm nó để cho ta thấy mình sang, rồi cầm nó để cho thấy mình đẹp, cho ta thấy mình sành điệu. Chứ còn tôi nói chắc các vị phải tin, đó là thình lình mà vì một lý do nào mà các vị kêu tôi cầm một cái bóp đồng, một cái xách tay của quý vị cầm hộ em một tí khoảng chừng cái tầm tầm 1-2 giờ đồng hồ rồi trả lại cho em, thì cái đó tôi chịu chết. Ngoài cái chuyện mà mình quê ra đó, nó còn có chuyện vướng tay vướng chừng gì lắm, cái vị biết không, nó vướng gì lắm. Cho nên đừng có mà nói dốc mà nói rằng sợ mang thân nữ rồi muốn làm nam đi xuất gia giống như Chư Tăng, nó dốc là bởi vì đó là quý vị còn thích những cái rất là nữ tính, các vị hiểu không? Các vị chưa có thông được cái bài giảng chiều nay mà có là có hai thứ hạnh phúc. Thứ hạnh phúc thứ nhất nó đến từ cái việc ta có cái gì đó
Và cái hạnh phúc thứ hai là ta không còn cái gì đó nữa. Hoặc nói bằng cách khác, hạnh phúc có phàm phu là do mình có được cái thích và né được cái ghét. Còn cái hạnh phúc của thánh nhân là không còn thích ghét nữa. Hai tay hoàn toàn rảnh, hai vai hoàn toàn nhẹ hẳn. Nhẹ hẳn đó, mình học cái bài kinh này là nói đến cái thế giới của họ, của các bậc ở trên mây, mà cũng là thế giới của tụi mình nha. Cho nên là cứ nhớ hoài như vậy, cứ nhớ một chuyện đó là người ta nói theo Phật pháp hành đạo là an lạc, kẻ không có hiểu đạo thì thắc mắc cạo trọc lóc. Bên mấy cái thiền viện họ còn bắt quý vị ăn ngày một buổi, buổi chiều cho uống tầm bảy tầm ba, uống ba cái nước tào lao, nước trái cây chua lét thấu trời, mà tại sao người nào người nấy đi thiền về cái mặt cũng bóng ẩn mà đẹp dễ thương, mà người nhẹ nhàng mát mẻ, tại sao vậy? Là bởi vì họ họ không còn thích ghét trong những ngày đó, họ không còn cái chuyện thích ghét, tối thiểu cũng là trong cái tầm, trong cái cấp của phàm phu nha. Nhưng mà tôi đã từng thấy những người Phật tử Thụy Sĩ mà từng đi chung với nhau, họ đi tu thiền, nhìn mặt của họ, họ đi đến ngày thứ ba thì họ có, tại tôi ở một chỗ riêng, tôi ở bên cái chùa bên ngoài thiền viện Chăm Nhai, thì họ có nhắn là con ở đây 3 ngày, 2 ngày sẽ ghé giùm con chút, coi con cần cái gì. Tôi đi chung với Chư Tăng Miến Điện ở chùa chùa Pingala gần đó, chùa đó chỉ có 4 vị thôi. Thì đi đến thì họ nhờ kiếm họ mấy cái cuộn giấy, để họ giờ xài gì của họ đó. Mà hai cái ngày đầu tôi đến tu thăm đó, thì cái mặt của họ, họ nói với tôi chắc con chịu không nổi với sư ơi, nó sinh hoạt cái thì nó bất tiện, mà nó thiếu vệ sinh, mà nó nóng rồi thì nó buồn chán, mà họ nói nó nhớ tùm lum hết, ngồi thì đau, thân thì đau, mà tâm thì nó nhớ tùm lum chuyện bên ngoài. Nhưng mà đến cái ngày thứ lần thứ hai tôi đến là họ đã qua 6 ngày rồi đó. Tôi phải nói với bà con trong rừng là cái mặt của cái người này đó, nó khác lạ, nó an lạc từng cái giọng nói, nó an lạc trong ánh mắt, trong cái giọng, trong cái cách nói năng đi đứng, nó an lạc. Và họ cũng không thèm cười nha, lúc này họ ngon lành lắm, không có cười nữa. Và tôi không có nói ra, nhưng mà trong bụng tôi nói tôi phải mang ơn người này. Người này đã cho tôi tin rằng nó pháp lạc là có thật, những ngày sinh hoạt nó rất là thiếu thốn, rất là phải nói bất tiện, nhưng mà vì đâu mà trong cái chỗ mà nó nóng bức như vậy, mà nó hôi hám như vậy, chung quanh là chuồng bò chuồng dê, mà tại sao mà họ có thể an lạc nhìn cái mặt mũi mà nó sáng trưng như vậy, là bởi vì họ mua họ không còn thích ghét gì trong những ngày đó nữa nha. An lạc lắm, thử đi, tôi nói không biết bao nhiêu lần, hãy thử sống một ngày chánh niệm toàn tập, có nghĩa là ăn uống tắm rửa tiêu tiểu đi đứng nằm ngồi cầm lên để xuống giờ chạm quét dọn là từng động tác, thử chánh niệm toàn tập, chánh niệm 100%, tất thảy dẹp qua hết. Mà mỗi lần có cái lòng dễ ngươi đó thì tự nhủ mình là có thể ngày mai không còn cơ hội nữa, cứ nhớ nhiều đó, có thể ngày mai không còn cơ hội nữa, cứ nhớ bao nhiêu đó để mà dốc lòng dốc sức chánh niệm tinh tấn miên mật trong trọn một ngày, thì các vị sẽ lời tôi nói, lúc đó là sẽ đốt đuốc đi tìm tôi để cảm ơn cái buổi nói chuyện chiều hôm nay nha. Tức là sống trọn vẹn với chánh niệm với trí tuệ trong một ngày đi quý vị, một ngày mà tôi phải nói là trọn vẹn nha, chứ còn mà xẹt tới xẹt lui rồi ngồi thiền chánh niệm gì đó mà tính theo giờ đó, tức là ngồi 1 tiếng rồi đi 1 tiếng rồi, đó là cái thứ đối với tôi đó là nó chưa chưa đúng là chánh niệm toàn tập. Mà chánh niệm toàn tập đó là sáng bỏ giò bỏ chân ra khỏi giường là bắt đầu xuyên suốt nha, làm gì biết nấy, đó là về thân. Còn về tâm, giận biết giận, vui biết vui, buồn biết buồn, nhớ biết nhớ, ghen sợ hờn giận tiếc nuối biết liền, biết cái gì nó đang xảy ra trong nội tâm, biết biết rõ. Đang đi thì biết đang đi, đang ngồi biết đang ngồi, mà nếu đang ngồi hoặc đang đi hoặc đang nằm mà có một cái đột biến gì đó trong cái tâm mình là mình nhận diện ngay. Cứ như vậy suốt một ngày, nếu được làm thêm ngày hai, nếu được làm thêm ngày ba, ngày năm, thì tự nhiên quý vị sẽ thấy rằng là Đức Phật luôn luôn bên cạnh mình, và Đức Phật đối với mình là cái đại bi của Ngài, cái đại trí của Ngài là vô bờ bến, quý vị biết không? Đại bi là vì Ngài đã dạy mình một con đường đẹp quá, còn đại trí là Ngài đã dạy một con đường phải nói tuyệt vời quá, nhớ nha. Rồi.
Bây giờ tiếp theo đó là mình đã học sơ qua, tôi đã giảng về năm chi năm cái rồi cái cái gì ta, bốn cái trí. Sau khi mà nói đến bốn cái tầng thiền thì Phật nói đến Phật nói đến cái gì ta? Nên chi thị thứ hai, thứ ba, thứ tư hả? Rồi Phật nói đến trí phản kháng, tức việc nhìn lại những gì ta có được và bỏ được qua các cái tầng thiền. Các bạn hiểu chưa ta? Sau khi nói đến bốn bốn tầng thiền đó, Phật nói đến cái trí phản kháng, tức là cái việc nhìn lại những gì ta có được và bỏ được. Nó đặc biệt chỗ đó, ta có được không? Thí dụ như ở tầng thiền thấp nhất á, ta bỏ được năm phiền não thô thiển nặng nề nhất. Đấy. Tức năm triền cái. Nhớ năm triền cái. Nhưng vẫn còn đủ năm chi thiền. Tầm tứ hỷ lạc định nha, đó là năm cái yếu tố tâm lý có cái tác dụng đối phó năm triền cái. Bắt buộc rồi, xin xem trong cái cuốn Triết học A Tỳ Đàm của chúng tôi. Phải phải vậy thôi nha, bắt buộc đó. Nhưng mà khi mà lên, khi đến tầng nhị thiền thì bỏ tầm còn tứ. Tầm có nghĩa là cái khả năng, cái trạng thái hướng tâm đến cảnh đó. Lúc bây giờ định nó mạnh rồi thì mình không còn hướng tới nữa, mà mình chỉ còn tứ trở đi thôi, tầm tứ. Rồi tới tam thiền á thì bỏ hỷ, tứ thiền thì bỏ luôn lạc, thì bỏ luôn lạc, chỉ còn định và xả thay thế hỷ lạc. Có nghĩa là càng lên cao á, là bắt đầu chi thiền bỏ dần 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 dần. Nhớ, hãy nhớ, khi đắc tam thiền không còn hỷ thì ta cũng miễn nhiễm với ưu. Đắc tứ thiền ta không còn lạc thì cũng miễn nhiễm với khổ. Nhớ nha, cũng như bên quý Vassana, nhị quả giảm nhẹ dục ái thì cũng giảm luôn sân. Tụi nó là một cặp. Tam quả dứt hẳn dục ái thì cũng dứt hẳn tâm sân. Nhớ nha, đó đây là những cái mà quý vị phải nhớ. Tụi nó là một cặp, hỷ với ưu là một cặp, hỷ và ưu là một cặp,
Còn cái này á thì phải có cái kia. Đó. Khổ và lạc là một cặp khổ ghi đó. Dục ái là cái niềm đam mê trong năm dục á, và sân là sự bất mãn trong năm dục á, cũng là một cặp. Nhớ nha, cái này nếu mà tôi có con đó là tôi phải cho nó học thuộc lòng cái này. Hiện con nhớ nghe con, hỷ và ưu là một cặp, còn cái này thì phải có cái kia. Khổ và lạc là một cặp, hễ có cái này thì phải có cái kia. Dục ái là niềm đam mê trong năm dục, và sân là sự bất mãn trong năm dục. Hai cái ông nội này cũng là một cặp. Hễ thích ở đâu thì ghét nằm ngay ở đó, khổ ở đâu thì lạc nằm ngay ở đó, mà là nghĩa ngược lại, lạc ở đâu thì khổ nằm ngay ở đó, ưu ở đâu thì hỷ nằm ngay ở đó, mà hỷ nằm ở đâu thì ưu cũng nằm kế bên đó, khổ như vậy đó, nhớ nha. Nhớ cái này quan trọng vô cùng rồi, cho nên nó là giàu bên Vipassana hay là bên Samatha lại bắt buộc phải nhớ cái này, rất là quan trọng. Mà tại sao nó quan trọng, là bởi vì nó là toàn bộ đời sống của chúng ta. Có nghĩa là khi nào còn có vui thì còn có buồn, hễ còn sướng thì dứt khoát còn có khổ. Ngay cả cho tôi nói một cái câu này nó rất là tục, người ta nói sướng sao đau vậy, có nghĩa là trong bất cứ một lĩnh vực nào mà hễ cái sung sướng mà nó càng lên top lên đỉnh như nào đó, thì cái khổ mà do cái chuyện đó đem lại nó cũng lên đỉnh luôn nha. Trong tình cảm, trong ăn uống, trong giao tế, trong xã hội, bất cứ chuyện gì mà hễ mình xài tới cái chuyện sướng thì mình phải hiểu ngầm rằng cái này mà tới hồi nó khổ là nó cái khổ tương đương. Thí dụ như cái kẻ nào mà khoái khen nó, khoái nghe người ta khen nó, tới hồi mà bị chê bị chửi đó, nó khổ lên tới ấp. Biết các vị còn nhớ cái này hay không, nhớ lời tôi đi. Cái kẻ nào mà khoái khen nó, khoái được người ta khen nó, tới hồi bị chúng nó chửi đó, nó khổ như điên đó. Mà nó lạ lắm, khen chê nó là một cặp, khen chê nó là một cặp. Mình càng thích hưởng thụ chừng nào á thì tới hồi mà mình bị gọi là nghèo túng khó khăn á, thì cái khổ mình nó gấp nhiều lần cái kẻ bình thường. Còn cái kẻ mà gọi là không quen hưởng thụ á, thì khi mà phải gặp khó nghèo đó thì họ cũng ok. Còn cái kẻ mà quen hưởng thụ á, thì không phải dễ. Ngày xưa năm đó tôi cả tầm tầm để cũng khoảng chừng 12, 13 tuổi gì đó, 12, 13 tuổi, lúc tôi ở Sài Gòn, rồi tôi nghe coi thì tôi có đi dự một cái đám tang của một cái anh Ba Tàu, người Việt gốc Hoa, anh đi vượt biên rồi không biết anh bị bệnh hay là anh bị tra tấn sao làm anh chết. Và gia đình anh thương anh lắm, anh đem bên công an kêu đem xác về, rồi gia đình thương anh đến mức mà coi như nghe đâu có chôn vàng theo ảnh thôi. Vậy lúc mình đưa quý sư với thầy ra quyệt đó là họ gọi là suốt mấy ngày trời là họ chi một số tiền rất là lớn để mời tăng ni trong các cái hệ phái tới tụng niệm. Nhưng mà cái chuyện quan trọng nhất đó là trong thời gian ở tù á, ảnh tháo tất cả tiền bạc dòng vàng để ảnh đổi lấy những bữa ăn thôi, bởi vì anh ăn không có quen với cái đồ ăn mà mấy người bị nhốt chung á, ăn chung với ảnh họ ăn không nổi. Coi như những cái ngày mới ở tù là chỉ riêng cái khoản mà chịu cực, không có nước tắm, cũng không có quạt máy là đủ để anh chết rồi. Rồi anh ăn này nó thiếu cái này, nó thiếu cái kia, rồi ban đêm anh nhớ mẹ, nhớ cha, mà anh khóc, anh như con nít vậy đó. Thì tất cả những cái áp lực về tinh thần, về thể xác là đủ khiến anh chết rồi, chứ đừng có nói anh bị bệnh bệnh hay bị đánh gì hết. Nhớ nha. Cho nên đó là mình nhớ, hãy kẻ nào quen hưởng thụ thì cái kẻ đó đó là tới hồi mà gặp khổ là chịu không nổi. Nhớ cái đó, gặp khổ chịu không nổi. Rồi cho nên nó là cái ngoài bốn tầng thiền thì đến cái tầng thứ năm, nó là cái khả năng nhìn lại xem mình đã có gì, đã bỏ được gì trong các cái tầng thiền. Nhớ chỗ đó. Và tới đây thì Đức Phật ngài dạy thêm, tức là một cái vị mà thành tựu được, quên, còn gì này mới quan trọng, cái khả năng nhìn lại này rất là quan trọng.
vì muốn lên được cái tầng thiền cao hơn á, thì ta phải nhìn lại cái tầng thiền hiện tại để nhàm chán nó. Nhớ nha. Cho nên cái khả năng nhìn lại này rất là quan trọng, vô cùng và vô cùng quan trọng. Quan trọng là chỗ đó, chứ đừng có nghĩ cái trong cái vị ngạc nhiên, cái vị nói, ủa tại sao tại sao đắt là đắt, tại sao phải nhìn, không nhìn không được, là bởi vì anh phải chán anh mới lên được nữa. Cho nên không biết bao nhiêu lần tôi nói ở ngoài đời, mình ở ngoài đời á, mình là một đứa học sinh trung học mà mình kiêu ngạo không sao hết, miễn là mình học giỏi thì mình vẫn lên lớp. Mình là một sinh viên đại học, mình có kiêu ngạo cách mấy, miễn là mình giỏi thì mình vẫn có thể là BA, MA rồi doctor bình thường. Nhưng mà trong đạo thì không. Trong đạo chỉ cần anh có cái lòng kiêu ngạo là anh sẽ bị dậm chân tại chỗ. Anh nhớ cho đó. Và dậm chân ở trong đạo nó có nghĩa là thụt lùi, chứ không bao giờ anh đứng yên đó đó, mà anh sẽ thụt lùi. Nhớ nha. Cho nên là anh muốn lên được cái tầng nhị thiền là anh phải chán cái tầng sơ thiền. Còn nếu mà anh thấy cái sơ nó hay quá sức hay đó thì coi như chết rồi. Anh thấy anh đã đời với nó, anh thấy anh sung sướng, anh thỏa mãn, tự kiêu, tự đắc, tự tôn, tự đại, tự hào với nó thì coi như anh suốt đời anh sẽ chết với nó nha. Nhớ cái chỗ đó. Cho nên cái trí mình nhìn lại, cái trí phản kháng, kháng này không có rê, kháng này là giống như khán giả, khán đài, kháng là nhìn, phản kháng là nhìn lại nha, chứ không phải kháng có rê, kháng phản kháng, kháng có rê là phản kháng là chống đối. Còn cái kháng này nó là không có rê. Đây là cái từ thuật ngữ đặc biệt của Phật giáo, từ cái Pali gọi là Paccha Vekkhana, nhớ nha. Đây, nhìn lại. Nhìn lại, cái khả năng nhìn lại rất là quan trọng, có nghĩa là mình phải nhìn lại coi mình đã làm gì, đã có gì, đã bỏ được gì, hiện giờ cái gì còn và cái gì không còn nữa, đó gọi là khả năng nhìn lại nha. Và đây không phải là chuyện tu hành của một cá nhân, mà đây cũng là một cái bài học chung cho tất cả đoàn thể, tổ chức, quốc gia, chính phủ đều phải có khả năng nhìn lại. Người ta gọi là tổng kết, tổng kết. Người ta cũng có cái nhìn tổng kết đó. Tức là 3 tháng qua mọi việc nó ra sao, 6 tháng qua, 1 năm qua, 5 năm qua thì mọi việc nó ra sao, phải có khả năng nhìn lại. Còn nếu như mà một đoàn thể, một tổ chức, một nhà máy, hãng xưởng, công ty, một đất nước, một chính phủ, một cá nhân, một gia đình, một xã hội mà nhà nhà người người không có cái khả năng nhìn lại cái quãng đường đã qua, thì tôi xin hỏi bà con mình sẽ đi tới bằng cách gì ta? Đi tới bằng kiểu gì? Tôi không có nhìn lại quãng đường đã qua thì làm sao tôi biết chỗ nào cần thêm, cái gì cần bớt, cái gì cần sửa, làm sao tôi biết? Làm sao tôi biết nha? Tôi phải có cái nhìn lại, nhớ nha, đây là năm cái bước đường mà một cái vị gọi là tu tập tam học bắt buộc phải trải qua. Rồi. Nghe nói rằng khi mà họ hoàn tất được năm cái bước đường này nè, đó, thì coi như là họ có thể hoàn tất năm cái bước đi này đó, thì tỷ kheo có thể thành tựu nhiều thứ như ý, từ thần thông đến việc chứng đạo. Lấy cái này làm nền thì tuyệt vời, nhớ nha, lấy cái này làm nền thì tuyệt vời. Rồi. Như vậy là chúng ta học xong cái kinh kinh gì ta, kinh kinh 28 rồi, qua tới hành. Kinh hành á, từ tiếng Pali gọi là chăng cá mát, còn Mỹ nó kêu là walking, walking meditation. Thường là mình chỉ có ngồi thôi, nhưng mà trong Phật giáo còn có một cái tư thế nữa, đó là đi kinh hành. Thì mình học kinh tạng là cái đề tài nào mình cũng phải học hết á. Có nhiều lúc tôi đưa quý vị lên mây, rồi có lúc tôi đưa quý vị xuống đất, thì ở đây cũng vậy. Tức là có những đề tài mà nó rất là xa vời với chúng ta, nhưng mà nó cũng có những đề tài nó rất là gần gũi với, chẳng hạn như kinh này. Kinh hành là sao? Kinh hành có nghĩa là
Đi đứng nằm ngồi là những cái tư thế sinh hoạt căn bản trong đời mỗi người. Ở tư thế nào thì ta cũng phải tiếp tục sống thiền. Nếu ta là hành giả đó, ở tư thế nào? Bây giờ bốn cái tư thế đó là được xem là bốn tư thế sinh hoạt căn bản, cho nên ở tư thế nào chúng ta cũng phải tiếp tục tu thiền hết. Nhớ cái đó, ở tư thế nào chúng ta phải cũng phải tiếp tục tu thiền. Tu thiền đây là gì? Ở đây có nghĩa là tiếp tục mình thiền Vipassana đó, thì chúng ta phải tiếp tục giữ chánh niệm. Thiền Samatha thì hạn chế tư thế Vipassana, thì không hạn chế tư thế. Đó. Bởi vì cái Samatha là tập trung tư tưởng, cho nên chúng ta không thể vừa đi mà vừa niệm, rất là khó. Tuy nhiên, tu Samatha rất khó thực hiện trong lúc đi, nhưng cái người mà nhiều thiện căn ấy, thì cái việc đó không khó khăn. Nhớ nha, không khó khăn, phải nhớ cái này. Có người đó là chỉ cần nhìn một lá màu xanh đó, là họ chỉ cần họ lưu ý cái màu xanh, họ đã đắc đắc thiền với cái đề mục màu xanh chiếc lá thôi, hoặc một cái chiếc vòng ngọc đeo trên tay là xong. Nhưng có người đó là họ phải tu cái đề mục đó trong suốt mấy chục năm đó, mới đắc, hoặc thậm chí không đắc luôn nha. Phải nhìn nhận có trường hợp đó. Cho nên trong cái phải phải nói rộng như vậy thì tôi mới giảng được cái phần sau. Hành giả xuyên đi kinh hành, tức xuyên tức tiếp tục chánh niệm thiền định trong mọi tư thế đó, thì sẽ được các cái lợi ích sau. Số 1, người mà đi nhiều á sẽ có cái khả năng đi bộ giỏi. Sẽ có cái đi bộ giỏi, nhớ nha. Cái khả năng này á giúp thế giới rộng hơn. Thế giới của ta đó rộng hơn. Biết trong rung hiểu này không? Chuyện thứ nhất là người đi nhiều sẽ có khả năng đi bộ, trong đây nghề mình minh dùng nghĩa là đường trường đó. Rồi tôi mới thêm cái ý nghĩa đó là cái khả năng đi bộ đó để làm cái gì, là bởi vì khả năng này giúp thế giới của ta rộng hơn. Các vị tưởng tượng, không phải ở đâu mình cũng có thể đi thuyền, không phải ở đâu mình cũng có thể đi xe, không phải ở đâu mình cũng có thể cưỡi ngựa. Nhớ nha, đi ngựa, đi xe, đi thuyền. Trong khi đó, nếu mà các vị mà có khả năng đi bộ đó, thì cái người mà đi du lịch sẽ đến được rất là nhiều nơi chốn, mà cái kẻ lười đi bộ hoặc là không thể đi bộ đó thì khó lòng mà chạm tới. Tôi phải nói những ngày tháng của châu Âu là tôi đi bộ rất giỏi, tôi biết là tôi rất giỏi đi bộ và rất thích đi bộ. Khi mà tôi đi bộ thì có tôi nói theo cái từ trong nước là tôi chinh phục rất là nhiều cái nơi chốn, mà những cái người mà lười đi bộ đó là họ chịu chết, họ chỉ đứng họ nhìn thôi, mà riêng tôi thấy, chỉ cần tôi thấy nó thôi là 3 giây sau tôi đã đi tới đó rồi. Đi rất giỏi mà lại rất là thích đi nữa nha. Đi bộ nhiều nó có cái lợi cho nó, cái lợi đầu tiên là chinh phục đường dài, và cái khả năng đi bộ nó giúp cho cái thế giới của ta nó rộng hơn. Thay vì mấy người kia họ chỉ đến được những chỗ nào xe tới được, thuyền tới được, còn riêng ta thì chỗ nào mà không bị cấm là ta tới được.
Đó là cái lợi ích một. Cái lợi ích hai đó là có thêm cái khả năng chịu khổ. Cái đi bộ giỏi nó có khả năng chịu khổ, bởi vì sao? Bởi vì người đi bộ giỏi đó là cái vấn đề mà tê mỏi nè, nhức mình nè, đói khát nóng lạnh nha, đói khát nóng lạnh tê mỏi, là nếu mà anh là người đi bộ giỏi đó là mấy cái này là anh đối với anh phải là chuyện nhỏ, trừ phi anh bị nan y tuyệt chứng là tim mạch ruột dư sạn thận sỏi mật thì tôi không biết, chứ còn mà ba cái lúc chút ví dụ như là ba đã đi dân đi bộ giỏi là họ coi cái chuyện đói nè, khát nè, nóng nè, lạnh nè, tê nè, mỏi nè, côn trùng đối với họ không lầy hết. Bởi vì cái kẻ nào mà còn bị bận tâm mấy cái này, kẻ đó không thể nào là cái người đi bộ giỏi. Tôi phải nói rằng tôi không có phải là người khỏe, nhưng mà cái khoảng mà coi như là đói lạnh nóng hay là côn trùng gai góc tôi rất giỏi, giỏi lắm, cái đó phải nói là tôi giỏi nha. Cho nên cái khả năng mà chịu khổ của mình nó hơn cái người bình thường. Cái thứ ba đó là kinh hành nhiều á ha, thì giảm được nhiều bệnh từ tim mạch đến gọi là tiểu đường vân vân. Nó nhiều quá kể ra là không đủ đâu nha. Cái đi bộ nhiều nó giảm được nhiều cái bệnh lắm, từ tim mạch đến tiểu đường giảm nhiều lắm quý vị nha. Cho nên nó giúp cho mình ít bệnh tật. Cái tiếp theo nữa đó là cái kham nhẫn là một, chịu khó là hai, bệnh là ba. Cái bốn là gì ta? Bốn là gì ta? Bốn có nghĩa là giúp cái thức ăn giúp cái chuyện tiêu hóa tốt hơn, giúp cái chuyện tiêu hóa tốt, tức là mới mình cái chuyện tiêu hóa nó tốt hơn. Cái mình ăn xong rồi cứ mình cứ ăn này, cứ nằm ăn này ngồi nó không có tốt nha. Cũng phải, dĩ nhiên mình mới ăn no mình đừng nên chạy bộ, cái đó không có đúng nha, cái đó có nó sai ạ. Nhưng mà hạn chế là nằm hay là ngồi liền sau khi ăn, cũng phải 1 giờ đồng hồ sau, 1 giờ hoặc hơn nữa nha. Bởi vì người Nhật, không biết các vị còn nhớ cái chuyện mà nhiều của người Nhật không, bớt ngồi bớt nằm mà đi nhiều hơn, bớt nói mà cười nhiều hơn, bớt ngọt bớt mặn để chua chát nhiều hơn nha. Rồi nhiều lắm, đại khái đó là bớt yêu nhưng mà thương nhiều hơn. Đó đó là những cái kinh nghiệm sống của người Nhật á. Thì ở đây là mình thấy là nó cái tinh thần nó được nhắc tới trong bài kinh này. Và cuối cùng á là người đắc thiền trong cái tư thế đi đó thì sẽ nhờ cái khả năng kinh hành mà giữ được thiền định. Không biết có rung hiểu không? Hồi nãy tôi đã biết trước thế nào tôi cũng giảng tới chỗ này, cho nên tôi có nói một câu đó là người bình thường mình á thì rất là khó tu samatha thiền chỉ trong cái tư thế đi, nhưng mà riêng cái bậc mà đại căn á thì là họ có thể đắc thiền trong những cái khoảnh khắc rất là ngắn, mà đặc biệt là có những vị họ có thể đắc thiền trong tư thế đi. Nếu mà họ đắc thiền trong tư thế đi đó mà họ sau đó vì lý do nào đó mà họ không có đi kinh hành nhiều á, thì cái khả năng mà gọi là sử dụng thần thông thiền định trong cái tư thế đi rất là khó nha. Còn riêng những vị nào mà giỏi đi kinh hành á, thôi nói nôm na đi, giỏi kinh hành thì có thể nhập định và hóa hiện thần thông trong nhiều tư thế hơn. Rồi cái điều thứ năm đó là vậy đó, giỏi kinh hành á, thì có thể nhập định và hóa hiện thần thông trong nhiều tư thế hơn. Trong khi những vị khác á, là cái chuyện mà đang đi mà phải nhập định liền hiện thần thông liền thì khó. Trong kinh nói rất rõ là có một lần đó trong Thanh Tịnh Đạo, nói 30.000 vị tỷ kheo ngồi hội họp, thì một cái người đệ tử, tôi chỉ kể tôi bỏ bớt chi tiết phong thần, thì có một người đệ tử là bị nạn, bị kẻ thù truy sát,
nha, bị kẻ thù truy sát. Thì trong 30.000 vị tỳ kheo trong đó có nhiều vị A-la-hán có thần thông ngon lành, nhưng mà trong đó chỉ có một vị duy nhất là ra tay kịp lúc để cứu mạng cho cái người đệ tử đó, nhớ nha. Ừ. Thì tất cả các vị ở trong 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 cái hội chúng đều 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 phải nói là hết lời tán thán, nói rằng cái khả năng đó ở đây không hiếm, cái khả năng mà thần thông mà tôn giả vừa thể hiện ở đây rất là nhiều người làm được, nhưng mà với cái tốc độ đó thì ở đây chỉ có một mình ngài thôi nha. Rồi trong kinh còn kể cho mình nghe một chuyện nữa, đó là có một vị A La Hán buổi sáng ngài đứng ngài đánh răng á, đánh răng súc miệng, ngài đang đánh răng thì ngài nghe một cái rắc, thì ngài mới nhìn thấy hai vị sư nhỏ đó rơi từ trên cây cao rớt xuống đất. Mà các vị tưởng tượng chụp một cái trái dừa khô mà từ ở trên xuống đó, một trái tôi nói một số một đó à, chụp chụp một cái trái dừa mà rớt từ trên xuống, mà lúc mình đang đánh răng mà mình chụp một cái trái dừa đang rớt đã khó rồi, huống hồ chi là hai con người mà rớt thì dĩ nhiên có trước có sau rồi đó. Ừ. Mà hai con người đó nó dầu đứng chung một nhánh cây thì cũng gọi là mỗi người cái thời gian rớt nó cũng phải khác nhau, và cái khoảng cách nó cũng đâu phải hai người phải đâu phải dồn là một cục vậy đó. Mà khi mà ngài đang đánh răng ngài nghe cái rắc kìa, thì ngài nhìn thấy cảnh đó rồi thì ngài nhập định rồi đưa tay ra chụp kịp hai vị sư sa di nhỏ đó, cứu mạng được họ nha. Thì trong kinh ở đây là một cái khả năng thiện xảo, gọi là phải nói là lão luyện, không phải vị nào cũng làm được. À, cái khả năng mà có thể là xuất nhập thiền định một cách tự tại thoải mái như vậy thì phải nói là không phải vị nào đắc thiền có thần thông cũng đều làm được. Và cái lợi ích thứ năm của cái việc thường xuyên kinh hành là gì, là cái người này nếu mà có thiền định, nếu mà đã có thần thông đó, thì cái khả năng mà nhập định và cái khả năng quá hiện thần thông là coi như tự tại vô ngại so với những vị mà không giỏi kinh hành nha. Rồi xong rồi, tiếp theo là cái kinh Nagita. Cái kinh này là muốn giảng sâu giảng rộng. Xin hỏi bữa nay ngày mấy không biết, nay ngày thứ tư hả? Bây giờ xin hỏi bà con muốn nghe giảng sâu giảng rộng đó, thì chủ nhật, còn nếu mà nghe phớt qua cái bài kinh Nagita này hay vô cùng luôn. À, bài kinh Nagita này rất là hay, thì bà con muốn nghe bữa nay nghe đại khái đó thì dạ rồi chủ nhật ok. À, chứ bài kinh này rất là sâu, nếu mà muốn nghe đại khái tôi giảng đại khái cho nghe ok. Có người kêu kêu dạy 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 giảng luôn hả, giảng luôn giảng luôn. Thôi, bây giờ thế này, trung đạo đi, tức là tôi giảng cái sườn của kinh này rồi chủ nhật tôi giảng tiếp nha. Rồi cái sườn kinh này đó là Phật từ chối nhẹ gặp mặt một nhóm khách ồn ào không có biết điều, nhớ nha. Và nhân đó ngài nói đến năm cái vấn đề tu tập đó, là nội dung bài kinh như vậy. Cực. Tức là có một cái nhóm khách họ đến thì gặp Phật, mà trời ơi nó cô sùm bát nhã hết, sùm lắm, và Đức Thế Tôn đã từ chối gặp mặt họ. Rồi ngài lúc bấy giờ đó là lúc đó ngài A Nan chưa là thị giả của Thế Tôn. À, trước ngài A Nan đó thì Phật có nhiều vị thị giả khác nhau, ở ngài Mê Khí Giá nè, rồi ngài Na Ghi Tá nè, à, rồi ngài Na Gá Sa Ma Lá nè. Những vị này từng là thị giả của Đức Phật trong một thời gian ngắn 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 ngắn, mà cứ ít lâu rồi bỏ, ít lâu rồi bỏ, ít lâu rồi bỏ,
Cuối cùng là đến năm mà Thế Tôn 55 tuổi đó thì ngài Anh Đang mới chính thức trở thành thị giả và đã gọi là như bóng như hình với Thế Tôn trong suốt 25 năm. Năm mà Thế Tôn 55 tuổi cho đến năm ngài viên tịch là 80 tuổi thì ngài Anh Đang cũng bằng tuổi với Thế Tôn. Hai thầy trò đều 80 tuổi và trước kia cũng cùng chào đời trong một ngày. Nha, trong một ngày, tức là Bồ Thái Tử Tất Đạt và Ngài A Nan chào đời trong một ngày luôn nha, bằng tuổi mà bằng ngày, bằng tháng, bằng năm luôn á nha. Rồi rồi thì cái ngày Na Ký Tá này khi thấy Đức Phật ngài từ chối không có tiếp thì ngài cũng năn nỉ, ngài cũng năn nỉ xin Thế Tôn vì cái lòng từ bi, thì Đức Phật ngài ngài là vị chánh đẳng giác, ngài đâu có cần phải năn nỉ, bởi vì cái chuyện cần làm thì có cản ngày ngày cũng làm, mà cái chuyện không cần thiết thì có quyền, có van xin cả vũ trụ có quyền chút này cũng không làm, bởi vì ngài là Phật mà ngài chỉ làm cái gì mà có lợi ích thôi, cho nên cái chuyện cần làm thì cả vũ trụ có cản ngày ngày cũng làm, mà chuyện nó không cần thiết làm thì coi như sao kỳ vậy ta. Alo, rồi. Rồi. Ở đây, Phật từ chối gặp khách, rồi kể ra năm cái điều nhân quả trong cuộc tu và đời sống. Một, một là gì ta? Có ăn uống thì tiểu tiện là đương nhiên. Các vị nghe rất là lạ phải không? Nhưng mà khi ngài đem cái chuyện kỳ cục này ra, ngài nói để cho mình thấy cái quan điểm của ngài về vấn đề tu học đặc biệt lắm. Cái số 2, còn ham thích hưởng thụ thì khi mà gặp khốn khó đó đương nhiên bị đau khổ. Cái này bắt đầu thấy đặc biệt rồi, bắt đầu thấy đặc biệt rồi. Còn hả hay còn ham thích hưởng thụ thì khi gặp khốn khó là đương nhiên bị đau khổ. Điều nãy là nãy mình mới vừa học xong. Cái điều số 3 đó là người mà tu tập chán sợ thân xác này á, thì người tu tập, người cái gì đó, người tu tập cái đề bỏ chữ tu tập đi, người mà quan sát cái sự bất mỹ bất tịnh của thân xác này ấy, thì nhàm chán nó là cái sự đương nhiên. Đó là số 3. Rồi cái số 4 đó. Số 4 đó là thường xuyên quán cái tánh vô thường của sáu căn tầng thì nhàm chán chúng là cái chuyện đương nhiên. Bài kinh này rất là sâu. Số 5 á, ai thấy được cái tính sanh diệt của danh sắc năm uẩn
Đó. Thì cũng lìa được cái sự chấp thủ và được giải thoát, thì đó cũng là cái điều đương nhiên. Đó là điều đương nhiên, tổng cộng là 5 điều. Thì chuyện đầu tiên mà mình, chẳng hạn như Việt Nam mà mình nhớ mấy câu mà với tay mà ngắt ngọn ngò, thì mình thấy câu nó mắc mới hết đó. Nhưng mà thương em giả bộ, thương em đứt ruột mà giả đò ngó lơ, thì mình thấy cái câu thứ hai mới là cái câu chánh đó. Đây là cái cách nói đẩy đưa, thì mình thấy rõ ràng ở đây cũng vậy. Trong năm cái điều này, cái chuyện đầu tiên đó là mình thấy ngài ngài nói chuyện rất là bình thường, rất là bình thường, đó là hãy còn ăn uống thì tiểu tiện, đó là chuyện đương nhiên đó. Nhưng mà có điều cái này nó không phải là đơn giản như là cái câu đẩy đưa của trong ca dao của Phạm Phu nha. Nhưng mà tôi muốn nói rằng cái chuyện đầu tiên là ngài đưa năm chuyện rất là nhẹ, ngài cho thấy cái sự đương nhiên mà nó rất là mất vệ sinh đó. Nhưng mà cái tiếp theo đó ngài mới nói tiếp là cái người mà còn thích dục lạc thì khi mà họ gặp thử thách đó, họ bị đau khổ bội phần, đây lại cũng là cái chuyện đương nhiên. Và ba cái điều sau đó là ai có tu tập thì người đó được an lạc, được giải thoát, đó lại cũng là chuyện đương nhiên, nhớ nha. Thì bây giờ mình mới đọc thoáng qua bài kinh này mình thấy nó mắc mới mình đó. Nhưng mà đối với tôi thì tôi nghĩ rằng đây cũng là một cái bài thần chú để mà mình nhớ mỗi ngày. Nhớ cái gì? Còn thích thì ghét là đương nhiên, còn ham sướng khi gặp khổ mà mình kêu trời đó, đó là cái chuyện đương nhiên, cứ vậy thôi. Có buông bỏ đó thì lòng nó mới thanh thản, đây lại là chuyện đương nhiên. Cứ nhớ đọc hoài như thằng khùng vậy đó, cứ đọc hoài như vậy, cứ nhớ hoài như vậy. Cứ nhớ là còn thích hưởng thụ thì khi gặp khốn khó là khổ như điên. À, còn đam mê đó này thì tới hồi mà gặp cái điều mà bất toại là khổ như điên. Còn ôm cầm nắm níu thì tới thì coi như là không có bao giờ được giải thoát, đó lại cũng là chuyện đương nhiên. Biết buông bỏ thì tự nhiên được giải thoát, đó là cái chuyện đương nhiên nha. Trong kinh có kể cái câu chuyện là ở trên Himalaya, trên núi tuyết của Ấn Độ, nó có một loại khỉ nó thích bắt chước lắm. Rồi cái mấy cái dân bộ lạc ở đó họ họ nhiều đời đó, họ truyền nhau cái kinh nghiệm bắt khỉ đó, là họ làm một cái hộp, đóng một cái hộp, rồi họ bỏ một vài thứ thức ăn thơm thơm như trong đó, rồi cái họ mới đem lại cái chỗ cho mấy con khỉ nó bắt chước đó, cho mấy con khỉ lên cây nó nhìn xuống, họ mới thò tay vô trong cái hộp đó, rồi họ lấy cái hộp đậu phộng hay là lấy cái hộp dẻ vậy đó, họ đem ra họ cắn cắn, họ nhai rất là ngon. Thì mấy con khỉ nó trên nó thấy gì nó bắt chước, thì khi mà cái người mà gài bẫy đi rồi thì con khỉ nó xuống, nó cũng thò tay vô trong cái hộp đó để nó lấy hộp nó ăn. Đúng, nó thò vô trong đó có hộp thiệt. Nhưng mà khi nó đã thò vô rồi đó thì cái người mấy cái người mình mà thợ săn nó họ mới ồ tới, họ mới nhảy ào tới, họ la hét. Thì nếu mà con khỉ đó mà nó thông minh đó, thì nó sẽ buông hết những cái nó đang nằm cầm trong tay á, nó buông hết rồi nó rút cái bàn tay ra như kiểu con người mình đã làm thì nó đã thoát rồi. Nhưng mà đằng này vì nó là khỉ cho nên nó không có hề hiểu ra rằng đó, đưa tay vào là dễ nhưng lấy tay ra là nó phải cái đòi hỏi kỹ thuật cao hơn, đưa vào thì dễ mà lấy ra phải cái kỹ thuật cao hơn. Và cái chuyện sanh tử cốt yếu ở đây đó là mình phải buông cái mình đang cầm trong tay, thì bằng cái bàn tay mình á, mình có thể xếp gọn nó lại để mình rút ra. Còn đằng này nếu mình khư khư mình không chịu không buông cái vật đang cầm đang nắm trong cái lòng tay đó, thì coi như cái nắm tay lúc bây giờ nó sẽ to hơn, mà nó to hơn cái lỗ thì làm sao mình thoát được. Cứ như vậy đó quý vị, mà hết đời này sang đời khác là mấy con khỉ trong cái cánh rừng đó nó cứ bị chết theo cái kiểu này. Thì Phật kể câu chuyện đó và Phật nói rằng kẻ phàm phu muốn giải thoát thì phải biết buông cái mình đang nắm. Thì trong rừng có hiểu không ta, phải biết buông cái mình đang nắm thì con mới thoát nạn, chứ còn con cứ khư khư con ôm thì là chết rồi, nhớ nha. Rồi, rồi. Vui hẹn gặp lại bà con thì chủ nhật. Dạ, cái bài kinh này nếu mà giảng tới nơi đã lắm. Dạ, các bạn.
Sa-du, sa-du, sa-du.